Diễm Thi kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do sáng thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2015. Hơn 700 người Bangladesh mà hải quân Biến Điện tìm thấy lúc chiếc thuyền chở họ đang lên đên trên biển cả vẫn chưa được phép vào bờ cho dù từ lúc chiến hạm Miến tìm thấy những người này đến giờ đã hơn 3 ngày. Hôm qua, phát ngôn viên Ji Hút của chính phủ Miến cho hãng thông tấn Reuters biết là những thuyền nhân này đang bị điều tra và sẽ được hỏi là họ muốn trở về nguyên quán hay muốn tiếp tục cuộc hành trình. Ông Thút nói là thông thường thuyền nhân muốn trở về lại Bangladesh và chính phủ miến sẽ bàn thảo với nước bạn để đưa họ về. Tuy nhiên, ông không cho biết chiếc thuyền chở người tị nạn đang thả neo ở đâu, chỉ nói là tổng cộng có 727 người trên thuyền và tất cả đều là người Bangladesh. Và hải quân Miến Điện tìm thấy họ hôm thứ Sáu tuần trước. Cũng cần nói thêm là chính phủ miến phổ biến rất mạnh mẽ tin tìm thấy thuyền chở người Bangladesh. Dùng đó là một bằng chứng phản bác lại những cáo buộc mà một số nước đưa ra để để cho rằng thuyền nhân là người Hồi giáo Rohingya cư trú ở miến phải vượt biển tìm đường sang Indonesia, Malaysia hay Thái Lan xin tá túc vì không chịu đựng được, được chính sách bất công của chính phủ miến và những đe dọa của lực lượng phần giáo quá khích. Cảnh sát Bangladesh quyết định truy tố 41 người liên hệ trực tiếp đến tòa cao ốc ở ngoại ô thủ đô Dhaka sụp đổ hồi năm 2013, khiến cho hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương. Trong cuộc họp báo vào chiều hôm qua, trưởng đoàn điều tra là ông Bijoy Krishnaka cho hay trong số những người bị truy tố có chủ tòa nhà, chủ những xưởng may đặt trong tòa nhà này và những viên chức đặc trách về an toàn kiểm soát xây cất. Hồ sơ cảnh sát gửi tòa ghi rằng thoạt đầu chủ cao ốc xin được phép xây dựng một trung tâm mua sắm cao 5 tầng nhưng sau đó tự ý đổi thành xây tòa cao ốc 9 tầng. Công trình này được bao che bởi một số viên chức của Sở Xây dựng thành phố. Điển hình là có rất nhiều sơ sót về kỹ thuật xây dựng nhưng đều được bỏ qua. Bà Tổng thống Park Jun Hee của Nam Hàn chỉ trích các nhân viên y tế đã không có kế hoạch đối phó kịp thời để ngăn chặn virus gây bệnh hội chứng hô hấp trung đông MERS Hôm qua trong phiên họp của hội đồng chính phủ, bà Park nói rõ những biện pháp mà các quan chức y tế đưa ra từ lúc đầu đều không có hiệu quả, dẫn tới việc có 18 người bị nhiễm bệnh và hơn 700 người đang ở trong tình trạng bị theo dõi đặc biệt vì đã từng tiếp xúc với người mắc bệnh. Chỉ trích này được bà Tổng thống Nam Hàn đưa ra sau khi ông Bộ trưởng Y tế Moon Heong-po lên tiếng xin lỗi dân chúng, nhìn nhận là đã sơ sót, coi thường nguy cơ mà virus gây bệnh có thể tạo nên. Đặc biệt là hôm thứ ba tuần trước vẫn để cho một người thương gia Nam Hàn 44 tuổi đi sang Trung Quốc và Hồng Kông, cho dù bác sĩ của ông ta đã khuyến cáo. Và cuối cùng thưa quý thính giả, từ hôm qua, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tràn ngập biểu ngữ và những tình nguyện viên giữ trách nhiệm nhắc nhở mọi người không được hút thuốc trong nhà hàng khách sạn, bệnh viện, trường học và những nơi công cộng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt số tiền tương đương với khoảng 700.000 đồng Việt Nam. Những cơ sở thương mại không áp dụng nghiêm nhặt luật này sẽ bị phạt số tiền tới chừng 35 triệu đồng Việt Nam. Những bản phúc trình về y tế cho hay, mỗi năm khoảng 1 triệu người chết vì những chứng bệnh do thuốc lá gây nên. Do đó, không chỉ kêu gọi dân chúng đừng hút thuốc, mà các biểu ngữ căng ở thành phố Bắc Kinh còn nhắc nhở là người không may ngửi khói thuốc cũng dễ bị bệnh như những người hút thuốc. Những con số được đưa ra cũng cho thấy là có ít nhất 300 triệu người Trung Quốc hút thuốc và số tiền chính phủ thu được từ những công ty chế tạo thuốc hút chiếm từ 7% cho đến 10% ngân sách quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Diễm Thi xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.